ông chạy ông có bóng đầu không? Vô này, vô này, vô. Ê, từ, wow, tay đua 85 tuổi chạy dữ quá. Wow, tay đua chúng ta đã bên chạy đâu. 85 tuổi vẫn còn săn chắc, hàng hiếm. Trời ơi, ở tuổi 85 rồi nè, mà cái da này nó căng nè. Ô, con chuột anh. Trời ơi, thêm 30kg nữa. 270 đó. Thanh niên thường thường đẩy được cỡ này không ông? 3 miếng rồi. Tuổi rồi các bạn, mà còn lướt điện thoại, đọc báo, lướt Facebook hàng ngày. Còn cụ bà 75 tuổi cũng lướt ào ào luôn. Nhìn xì tinh không? Hai chồng nghe nói là hai chồng rủ nhau đi cà phê, không ai nói chuyện với ai, cứ mỗi người cầm điện thoại lướt mới vậy đó hả? Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Dạ. À, chị coi đồng lão Dương lâu chưa? Dạ, hôm nay chị lên hình luôn. Đây nè, nhìn cái này đó. À, xin chào những người bạn vui vẻ trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Nhóm Phú đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Đây là một khán giả tình cờ gặp nhóm Phú trên đường ha. Đó. À, chào khán giả đi chị. À, hôm nay mình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một cụ ông đặc biệt. Cụ ông này nói chung ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, nhưng mà lái xe mô tô phân khối lớn chạy ầu thể hình rất là lực lớn. Đây là một nhân vật đã từng xuất hiện trên kênh Độc Lạ Bình Dương, nhưng mà hôm nay có những diễn biến mới nên mình ghé thăm nhà cụ ông. Rồi chị muốn say mong cụ ông mà 85 tuổi rồi mà to bự như Lý Đức nữa, tin không? Vô đây gần khu nhà chị thì biết rồi. Ồ dạ. À rồi. Dạ ha, đó nè, bọn em đi làm giúp tạm biệt chị nha. Rồi, bữa hôm đi xem là hai đứa thì đám cưới nè. Đây là cái căn nhà phía trước có những cái chậu hoa nhỏ nhỏ rất là xinh. Đấy. Báo hiệu là một người sống rất là yêu đời lãng mạn ha. Còn đây là một chiếc mô tô khủng. Ôi. Đẹp không? Và đây là chủ nhân của chiếc mô tô đó. À, con Trình ông nha. Đây, con Trình ba. Đây. À, giới thiệu với các bạn nha. Đây là ông Chắc. Tên đầy đủ là Khứu Văn Chắc. Đây. Các bạn thấy chưa? Ông nhìn ông không? Đùa con không? Ông gồng lên cái cho khán giả kênh Độc Lạ Bình Dương sợ chơi không? Trời ơi, tin được không? Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi à. 85 tuổi đây. Còn đây là người tình của ông. Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 75. 75 tuổi. Rồi, nhìn rất là trẻ các bạn. Nhưng mà ông này này thật sự là ấn tượng nè. Không thể tin được. 85 tuổi mà như thế này các bạn ha. À, ở chợ cái tỉnh An Giang Long Xuyên này ai gặp ông cũng khen trẻ luôn đúng không? Đúng. Dạ. Bà là về ở với ông là bao nhiêu năm rồi? 39 năm. 39 năm hả? Lúc nào ông cũng sung mãn. Phải không ạ? Khó trả lời. Nhưng mà chắc cả ở Việt Nam là không có tìm ra cái ông nào mà ông khỏe như ông này đâu. Mà tốt nhất là cái đầu ông rất còn minh mẫn. Dạ hả? Ừ. Dạ. Rất minh mẫn. Nói gì nhớ đó luôn. Nhớ đó hết. Dạ. Bà thì hay quên. Dạ hay quên. Tỉnh thoảng hay quên. Dạ. Còn ông thì cái gì cũng nhớ hết. Dạ. Bây giờ để cho các bạn thấy được ha, cái sự yêu đời của ông bà ha, thì bây giờ Phú mời ông bà ra mình đảo cái xe đi một vòng cho mấy bạn quay được không ạ? Dạ. Ông chở bà đi một xíu ha. Dạ, cho tình cảm lãng mạn nào. Ở Long Xuyên này người ta có đặt cho ông cái biệt danh gì không ông? Hả? Không thấy nói gì nhưng mà ai gặp cũng hâm mộ hết á. Dạ. Trên đời này nó không phải riêng về ở nước Việt Nam mà nó gần như cả thế giới luôn. Dạ. Cái tuổi 85 gần như là người ta đi bộ đi chưa xong. Dạ. Mà đối với chú Tư thì bây giờ đang gánh trên vai 80-90kg ngồi xuống lên tập cái đùi thế này. Dạ. À, tức là ban ngày chạy mô tô, chạy mô tô là đi tập tạ bà... còn cái xe mô tô là 300 phân khối. Chút nữa mình lên xe mình ngồi ôm như cong mông giống như là mấy em hot girl vậy. Các bạn xem nha. Rồi. Ô, biết không? Để máy lên nhìn dáng vóc không thua gì một tay chơi thức thiệt. Rồi.
Lớn mơ hả? Rồi, rồi, ba ngồi lên. Ồ, nhìn ngon quá ha. Ôm vậy, ôm, ôm. Không, không, bà ơi, cái lưng này mình phải cong lên, nhìn cái mông lên, vậy đi. Ông ơi, ông với bà chiều hay đi chở nhau đi chơi không? Cũng thỉnh thoảng cũng có. Dạ. Ông chở bà thường đi với tốc độ cao nhất là bao nhiêu không? 80. 80. Rồi, làm mình. Bà sợ không bà? Nếu không có bà thì chơi 100 nữa. Dạ không sợ hả? Không có bà là 150. Rồi. Nếu mà theo con nghĩ mà đi cái xe mô tô này là phải mình phải mặc dây đồ nó mới xịt pin. Trong đi nguồn pin được rồi. Nguồn pin hả? Ơi, bây giờ mình về nhà mình kiếm cái bộ nào mà nó xì tin nó hot girl lên xíu mình mặc mình quay cho đẹp nha. Rồi lụm luôn. Ông chạy không có bốc đầu không? Không ạ. Chiếc xe này của ông là hiện nay là phân khối nó là như thế nào ông, bao nhiêu ạ? 300 phân khối, 300cc. 300cc. Này là Honda CB 300. Còn ha. Chiếc này mà mình chạy mà maximum tối đa nhất là được bao nhiêu cây số giờ? Chắc cỡ 150, 160 được, 160 cây số được. Rồi. Có khi nào mà ông đã chạy tới 150, 160 không? Vậy chưa, tại vì hồi mua tới giờ chưa có đi ra khoảng đường nào nó rộng thoáng á, cho nên bình thường là chạy có khi có 190, 180 có, chứ còn 100 ngoài thì chưa có đường chạy. Chiếc này là bao nhiêu tiền ta? 145 triệu. Của cái Honda CB 300 là của Thái Lan sản xuất. Thưa các bạn, hồi trước là cách đây khoảng 1 năm, hồi như lần đầu tiên con quay ông là 1 năm trước đúng không? Đúng, khoảng 5 rồi, gần 5. Lúc đó là ông sở hữu chiếc mô tô là FZ 150i vẫn còn đây. Là chiếc đó đó. Chiếc đó vẫn còn. Chiếc đó là chỉ chạy tới có khoảng 120 à. 120 thôi. Rồi. 120 thấy ít quá, bây giờ là phải nâng lên chạy. Rồi. Các bạn, đây là cái chiếc mô tô đầu khi mà mình mới gặp ông này. Đó. Chiếc này là chạy tới 120 thôi. Ông một chiếc, con một chiếc. Nói lại đây, nói ở nhà là có hai người thanh niên, hai chiếc mô tô. Ông bà biết chạy xe không? Không, bà chạy xe đạp. Bà cho tí để cho bà mặc váy lên. Úc ơi, em tư vấn sao mà bà mặc đồ xì tinh lên dâu á. Có hai chiếc mô tô luôn, bà ngồi chiếc, ông ngồi chiếc lên. Tư vấn đồ bà mặc trang điểm như thế nào á. Tư la em tư vấn kìa. Bà làm như thế nào chứ lỡ đưa lên truyền hình người ta thấy ông cãi quá cứng mắt ông bà sao. Trời ơi, các bạn có tin được không các bạn? Một căn nhà nho nhỏ thôi nha, phía trước trồng hoa. Chủ nhân là một cặp vợ chồng ở tuổi là 70-80 rồi mà sở hữu hai chiếc mô tô cục. À, 12 tầng là nó dễ xem. Bây giờ ông sống bằng nghề cầm đồ này. Dạ. Thường là mình cầm cái gì ạ? Đa số là xe gắn máy à. Xe gắn máy. Rồi, kính thưa các bạn, hồi nãy sau khi mà ông chở bà đi vòng vòng á thì tụi mình góp ý là trang phục bà chưa đủ xì tinh đó, thì bà thay luôn bộ này đó. Rồi chưa, trẻ hơn, trẻ đẹp hơn phải không? Dạ. Đẹp đó, xíu đó. Vô mấy ngàn nè. Lúc diễn viên bây giờ muốn lại được chụp với ba cháu nè. Dạ. Đó, thấy các bạn. Trời ơi. Úc ơi, anh hỏi thăm cái bây giờ thêm đánh giá thì trang phục của bà hiện giờ như thế nào, chứ anh rất là lo lắng khi mà đưa lên á, ông 85 tuổi rồi nhưng mà lên truyền hình á, nhìn ông xì tinh dâu quá sẽ hấp dẫn rất là nhiều cô. Lỡ may mà bà đi bên cạnh ông mà nó so le quá là người ta họ nói thế này thế kia, rồi cái cuối cùng có cô nào nó vô đến mắt ông của bà sao? Dạ. Đó. Theo em nhận xét vậy là quá phù hợp với ông ạ. Quá dạ, bộ đồ nó xì tin mà cộng thêm cái mắt kiếng nó vẫn này. Ôi. Quá là xuất sắc. Dạ. Bà chính xác là bà bao nhiêu tuổi rồi? 75. 75 ạ? 75. Mà nhìn thì giống bao nhiêu? Nhìn như 50 à? 50. Rồi, trẻ hơn. Quá. Trẻ hơn được 25 tuổi á. Được 25 tuổi. Kiếng nó vớt vát được các bà. Bà đeo mắt kiếng nhau nhìn rất là trẻ đẹp. Dạ. Cái này mà bà mà có một cái đầm hoặc cái váy gì đó riêng nữa là
vô là nó toàn xin tiêm dâu nữa. Cũng có luôn. Có không? Có vậy chứ. Mặt đầm chứ. Mặt đầm nếu mà mặt đầm đi xe này sao ngồi? Hả? Đi một bên. Một bên vậy nè, nó. Trời ơi. Mình làm điên độ ngắn thôi, nó mới sự lắm. Khóc rồi. Vậy thôi. Đi đầm đi. Đúng đó. Trời ơi, cửa này là hết ý luôn. Xưa giờ chưa thấy một cái cặp đôi ở nào mà cái tuổi này mà nó trẻ trung yêu đời như vậy á. Hai con người nó hợp tình hợp lý thế nào đó, khi mà gặp nhau là cảm thấy là kết màu đen nhau liền. À, kết liền. Không mà chịu chơi lắm nha. Một lúc là hai vợ. Nhưng mà sao cái người vợ đầu á là không ly hôn mà cho ông đến với người vợ sau? Có ly hôn chứ. Đó hả? Nhưng mà có một cái thì nó ngồi con cái, coi con cái của tôi nó thuận như đây lắm. À, tới lùa chơi bình thường luôn. Dạ, dạ. Như gần như là không có gì xảy ra đó. Dạ, dạ, dạ. Ông bây giờ ông có định lấy thêm vợ nữa không? Không, tới đây tuổi đã già đã chế chiêu rồi. Dừng bước giang hồ. Trời ơi, các bạn có tin không nè, các bạn coi cái da mặt của ông á nha. Trời ơi, ở tuổi 85 rồi nè, mà cái da này nó căng nè, nó không có chảy xệ như là những người đàn ông cùng thời. Nha, biểu diễn được coi. Này này, chuột này. Đó, thấy Út thấy không? Ôi, ôi. Trời đấy thấy không? Như là một người con trai. Anh chung dễ gì mà. Nè. Đó, anh chung gì đi mà. Anh chưa đâu. Mà tập kim nha, anh chưa. Anh phải 3 năm nữa. Đâu ông cởi áo rồi. Cởi áo ra số của đời luôn. Ừ. Thập nè, vú bà già 85 tuổi vú chưa sệ. À sao ạ? À? Bà già 85 tuổi vú chưa sệ. Không, banh cái xô kìa ông. Đây. Cái xô kìa. Ôi. Bên đâu? Rồi, ông quay vòng vòng luôn, con quay cái lưng. Quay sao? Rồi banh cái xô đó. 2 3. Ôi. Xô chữ bơi luôn á. Nè, quay cái này nè. Đâu? Cái lưng á. Ô con sát sát vô thôi. Ồ. Trời ơi, cứng ngắc luôn ơi, cứng ngắc luôn. Anh Trung làm sao mà được? Anh Trung niệm tại đâu, anh Trung cứng à. Cứng chắc lắm nha, trời nha. Quá chắc luôn. Còn quay cái này lại nào, cái này ấy nè, quay lại nè. Cầu bay coi cầu bay nha. Đó, rồi. Này căng nó nổi lên nè mọi người. Trời ơi, căng nó giật kìa. Quý. Trời ơi. Đó, quý. Để ra rồi, ông giật căng đi. Đó. Quý thấy nó chạy không, ghê không? Trời ơi. Ông giật đi. Chú à. Chú. Ông chưa biết nào nó. Đó. Giật xương cương đó. Ghê không? Đó, giật rồi đó. Anh Trung giật được không chú? Không, chú anh đâu có đâu giật. Đến tới năm nay nữa là ông tập tạ được bao nhiêu năm rồi? Nếu năm nay là 25 năm. 25 năm. Ồ, cô dâu đẹp quá. Rồi. Ông thấy bà như thế nào? Ơi, hot girl, hot girl. Đây hot girl, đây cũng hot boy chứ bộ. Dạ, dạ. Đó. Quá xứng đôi luôn. Dạ. Bây giờ hỏi câu hơi tiếng vậy nha. Rồi. Bà còn làm ăn gì được không ông? Được chứ. Còn pin. Còn máy móc ông thế nào? Máy móc cũng tương đối còn sử dụng được. 85 tuổi vẫn còn săn chắc. Hàng hiếm. Được rồi. Quý như bây giờ ông định đèo bà đi bao nhiêu năm cuộc đời nữa? Có thể nói là 39 năm qua rồi. Dạ. Thì bây giờ tiếp tục là hết quãng đường còn lại. Dạ. Ông nay mới có 85 tuổi mà con tin sẽ đèo bà đi khoảng được 50 năm nữa. 15 năm nữa. Dạ. Là quý rồi. Nhưng mà bây giờ sức khỏe là có thể nói có thể là 8 vô bằng, không có nào bệnh. Dạ. Đúng rồi, chứ mới đi xét nghiệm sau này đó. Dạ, mới đi xét nghiệm. À, xét nghiệm là tổng quát là 8 bộ phận cơ thể không có chỗ nào gọi là bệnh. Dạ. Không yếu luôn, nó gọi là bình thường. Dạ, trời ơi, quá dữ các bạn. Bệnh. Các bạn có tin không ạ? Người đàn ông này có cháu ngoại còn lớn hơn cả Phú nữa. Cháu ngoại của ông là bao nhiêu tuổi ạ? Cháu ngoại năm nay là tính là 42 à. Trời ơi, cháu ngoại 42 rồi. Cháu còn là 20 tuổi rồi.
Chắc là gọi ông bằng ông cố đó. Ông cố đó là 20. Trời ơi. Vô đại học năm thứ 2 rồi. Trời ơi. Cố xong rồi tới đời này, ví dụ như đứa 20 tuổi mà sinh ra đứa con. Chắc biết đó. Hết chức vụ. À, sơ hả? Trời ơi. Việt Nam sẽ chứng kiến một ông sơ còn sống. Quan trọng là cái sức khỏe dồi dào. Dạ dạ dạ. Sống hàng ngày là coi như là không có bệnh tật, không có gì hết rồi. Đầu óc thì vẫn minh mẫn. Dạ dạ. Ở nhà này có một bà cô là mẹ ruột của cô đó là 105 tuổi mới mất. Dạ. Không lẫn gì hết trơn. Dạ. Dạ chào bà. Dạ. Dạ. À, kính thưa các bạn, cụ bà phía trước mặt là năm nay là 82 ạ. 82. Mà trong khi cụ ông này là 85 rồi. Trời trẻ quá hả? Quay là như vậy. Dạ, đi quay lên chuyện lạ của Việt Nam. Bởi vì cụ ông này thấy 85 tuổi rồi mà nhìn giống như thanh niên vậy. Đẹp trai. Đẹp trai. Dạ, nhưng mà đẹp trai nhưng mà là có chủ rồi. Có chủ rồi. Chủ ngồi sân lưng luôn á bà. Bà thấy xịt đi không? Dạ dạ dạ, chào ba nha. Rồi bà ấn đua xe không? Đua xe thì ngồi lên đây luôn. À, kính thưa các bạn, trước mặt các bạn là hai tay đua cừ khôi. Phú xin giới thiệu tay đua thứ nhất là tay đua đang điều khiển chiếc xe mô tô với tốc độ chạy tối đa là 150 cây số một giờ đó. Tay đua này tuổi đời là 85 rồi nha các bạn, đó, chở theo một hot girl có độ tuổi là 75. Cuộc đua hôm nay sẽ diễn ra giữa tay đua này và một tay đua mặc áo màu cam, đây là Caramel Trung, tuổi đời là 25, đang chạy chiếc xe phân khối 150, chở theo hot girl chân dài út mini Rạch Giá Kiên Giang. Alo, chồng cái mông lên. Chồng có mông lên, Vĩnh mông lên. Ủa sao Vĩnh hoài không thấy có mông đâu rồi? Có mông mà cũng chẳng. Hả? Hả? Đâu? Đó, đó. Bài này nè, Vĩnh lên, Vĩnh lên, Vĩnh lên. Rồi, rồi, rồi. Tay đua này cũng Vĩnh Vĩnh lên đó. Ủa trời, Vĩnh lên, Vĩnh lên. Đó. Đó. Rồi. Rồi, chúng ta cuộc đua chuẩn bị bắt đầu nha. Vô. Tay đua này sức cây giấy. Trời ơi. Chết chà. Ôm vô cho coi chừng đi luôn á. Trời ơi, cái tay đua áo cơm này từ nãy nổ máy từ nãy. Nè, biết rồi, ý là giảm xuống không được nè. Được rồi, vậy tới số 1 rồi. Vậy số 1 đúng không? Rồi, mua cuối nha. Rồi, cái số đó. Nè, rồi, đi nè. Không đi không? Ô, hai tay đua đang... đang ôm cua. Vô nè, vô nè, vô. Ê, từ từ từ. Wow, tay đua 85 tuổi chạy dữ quá. Wow, tay đua trong cao nó bên chạy đâu. Đây là cái siêu âm nè, tổng quát nè. Dạ. Yeah. Trước chụp hình, chú mô tả cái này nè. À. Đó, không có cái chỗ nào gọi là bệnh nữa. Dạ. Yeah. Tức là kết quả siêu âm mới đây đó. À, mà mấy tháng này. Dạ. Yeah. Cũng mấy tháng rồi. Dạ. Yeah. Thì kết quả cho thấy là gan mặt tụy nè, lách thận nè của ông nè đều rất là tốt. Tuyến bàng quang hay là tiền liệt tuyến cũng vậy. Mà tại sao á, ông là cũng chơi thể hình rồi, các vận động viên đi thế giới cũng chơi thể hình, nhưng mà khi mà họ về già thì da nó nhăn lại, còn ông về già thì tại sao da mặt vẫn còn căng bóng? Mình cũng hiểu sao. Dạ. Nói chung là mình chơi tạ là tôi chơi nặng lắm. À, cho với mấy người khác là không lợi tôi nổi. Dạ. Lớp trẻ nhiều khi chơi không lợi tôi nữa. Bây giờ một ngày như ăn cơm là ông ăn mấy chén? Bình thường 2 chén, 1 chén rưỡi à. À, không có uống nhiều. Còn thức ăn là bao gồm cái gì ạ? Cá kho, thịt kho, canh gì đó chẳng hạn vậy đó. Dạ. Giò heo hầm cũng có. Dạ. Là mình ăn cũng như người khác chứ không có ăn theo chế độ kiêng tử. Dạ. Bạn bè mà cùng trang lứa mình giờ chắc là cũng lắc lay hết rồi. Một cỡ tôi là mấy thằng bạn học thì bây giờ gần như là tôi không còn gặp ai hết trơn. À. À. Có thể nói tôi đi cùng trời chỗ nào tôi cũng đi được đó. Dạ. Bây giờ nói sức khỏe tôi mới đi Hà Tiên, chở bả đi Hà Tiên chơi nè. Dạ. Đi đi về về Thân Hải nhầm gì đâu. À, hai người à, đi mô tô này. À, đi mô tô này đã. Chạy đi tới Hà Tiên chơi luôn. Đi lát rồi gì. À, từ đây mà ra tới Hà Tiên là mấy cây ta? 120 mấy cây à. À, 120 mấy cây là đi về nữa là 250 mà. Còn đi vòng vòng nữa chứ không phải. Dạ. Có thể bữa đó đi gần 300 cây. Dạ. Bà này cũng nhờ tập nè. Dạ. Tập đi bộ. À. Một ngày nửa tiếng đồ tập mấy cái động tác rồi ở nhà. À, giờ bà cũng có cái tập tạ ở nhà hả bà? Không có tập dẫn. Đó đâu, đâu bà xuống tập làm mấy động tác tạ đi. Bà cũng học theo ông mà tập tạ để cho trẻ lâu.
Đúng. Này nha. Chuột có chuột ca. Ô con chuột anh. Trời ơi. Ôi chuột nè. Trời ơi. Chuột bá luôn. Bà tập kêu hả? Bà tập mấy năm rồi? Hơn 20 năm rồi. Trời ơi, tập tạ hơn 20 năm này. Trước mấy năm. Ồ, ghê không? Kính thưa các bạn, sau đây là tuyệt phẩm Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời do hai cặp tình nhân trình bày. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương câu vời vời, em ơi năm cuối là bao. Bây giờ Phú sẽ dẫn các bạn đi xuống thăm ở căn nhà dưới của ông ha. Đây là gian nhà bếp, cũng là nơi mà hàng ngày ông tập luyện. Vậy là ông có võ hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ai mà chịu nổi. Trời ơi. Ui. Trời ơi, ông đá lại. Ui. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Đây chắc là niềm vui hàng ngày của ông ha. Trước thì còn cầm xe đạp, bây giờ còn tồn đậu bao nhiêu. Dạ. Giờ chứ còn cầm không đa. Dạ. Mấy chục năm về trước thì mấy cái này là cầm trăm chứ. Những thứ nào mà nó vật dụng gia đình thì đều có làm hết. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn cầm vàng với xe không đa. Mấy này giờ tiêu thụ cũng ra ý là đã ngưng mấy năm rồi đó, không cầm nữa mà giờ bán chưa hết. Còn số vậy đó. Đây là xe đạp hồi xưa người ta cầm mình, nó có người xong người ta không lấy lại hả? Đúng rồi. Cái này là hàng bán không đó. Chiếc xe này lạ lắm. Dạ. Ở An Giang này cũng không được mấy chiếc đâu. Dạ. Chè chiếc nè. Chè hàng kiếm rồi. Hàng kiếm đó. Ơi mà các bạn tham quan gian bếp của ông bà ha. Đấy. Rồi. Hôm nay 68 nè, cũng chơi thể hình đó, thấy không? Kính thưa các bạn, chúc mừng các bạn là một cụ ông 85 tuổi đang đẩy tạ với mức tạ là 40kg. Mọi người có thấy cơ của ông không? Trời ơi. Quá săn chắc luôn. Tập tạ là mình tập khoảng trong bao lâu ông? Đối với tôi thì 2kg. Rồi bây giờ ông sẽ lên thêm tạ. Đây, tổng mức tạ này là 60kg đúng không ông? 60kg, dạ. Dạ, chưa tính cân luôn nha mọi người. Cái cân thì mười mấy ký nữa nha. Mình dự đoán khoảng là trên 70kg. Dạ. Rồi. 1. Trời ơi, thiệt. Con thấy là con khâm phục ông luôn á. Trời ơi. Quá bự luôn. Rồi. Trời ơi. Cái xô của ông nè mọi người ơi. Quá hấp. Ông là bây giờ là đang là thần tượng của con á. Tại vì con cũng có tập gym nhưng mà con gánh mấy cái này không có nổi. Dạ. Đây kính thưa các bạn. Bây giờ ông sẽ đẩy chân đẩy đùi nha. Dạ. Dạ. Đây tổng khối lượng là 120kg nha mọi người. Dạ. Cái vàng khoảng 30kg nữa. Là 150kg nha mọi người. Đó. Trời ơi. Mình không thể tưởng tượng được. Cái này mà riêng bản thân mình đẩy chỉ được có khoảng 100kg thôi. Nhưng mà ông 85 tuổi nhưng mà đẩy được 201kg. Mà vẫn còn được nữa nha. Con là con bắt đầu con sợ ông rồi đó. Trời ơi. Đây thêm 30kg nữa. Nè anh đố em nè quay. Tổng khối lượng của như đây là hết là bao nhiêu em biết không? 100kg. 201 với cái này 30 nữa. 24. Ghê không? Quy, Quy là em bao nhiêu ký? 19 ký hả? Vậy là em nặng hơn cái miếng tạ này có 4 ký à? Dạ. Thêm 15 nữa. Trời. Thôi ông đừng có gán nha. Con không có khuyến khích nha. Dạ. Trời ơi thêm nữa. 204 mà thêm 30kg nữa là bao nhiêu Quy? Là 209. Gì? 207. Ừ 207 đó. Ở đây mà thanh niên thường thường đẩy được cỡ này không ông? 3 miếng. 3 miếng rồi. 4 miếng là dữ lắm rồi đúng không? Bởi vậy. Thể nó mới mạnh. Dạ. Nhưng mà tập thường 3 miếng là không muốn nổi luôn. Dạ đúng rồi. Con chừng 2 miếng là con thấy con đẩy không nổi rồi. Rồi Quy điểm nha. Oh.
Ghê không? Hồi nãy con nghe ông có chia sẻ là cái chân của ông hồi xưa là bị bệnh gút đúng không? Gút nó sưng hai con mối này. Nó sưng lên đúng không? Dạ, sưng vùng vậy nè. Dạ. Rồi giờ nó mấy nó hết luôn, bây giờ luôn mấy chục năm dạ. Rồi không có bị nữa. Tại cái chân bây giờ nó khỏe luôn đúng không? Nó khỏe luôn. Trời ơi, con thấy thiệt. Mà may là hồi xưa là bị bệnh gút á, ông còn bị bệnh á. Cứ cỡ mà ông mà không bị nó đẩy chắc full cái này luôn. Lúc trước thì cái này là cả gì hết luôn rồi chắc. Hết luôn đúng không? Chắc thêm trên này nữa đúng không? Trời ơi. Hai kính thưa các bạn, có nhiều khán giả nếu mà không tin ông đã 85 tuổi rồi thì có thể xem chứng minh nhân dân nha. Đây, các bạn thấy nè. Họ và tên Khưu Văn Chắc. Đó, sinh năm 1936, 85 tuổi rồi các bạn. Mà còn lướt điện thoại, đọc báo, lướt Facebook hàng ngày. Còn cụ bà 75 tuổi cũng lướt ào ào luôn. Nhìn xì tin không? Hai chồng nghe nói là hai chồng rủ nhau đi cà phê, không ai nói chuyện với ai, cứ mỗi người cầm điện thoại lướt mới vậy đó hả? Nấu cơm nước xong ra rồi bà thì nằm trên võng lướt đi bác, còn ông thì ngồi trên ghế lướt di động. Rồi chừng nào tới dần gần tới giờ ngủ thì bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Ngủ thì ngủ ren. Ngủ thì bình thường là ngủ ren. Rồi bình thường. Rồi. Cần về thì ngủ chung. Mà thường là ai là người chủ động cần? Hai người cùng ngủ nhau. Còn ở đây là cái bằng chúc thọ. Chúc thọ năm ông được 80 tuổi nha các bạn. Nghĩa là cái bằng này 5 năm rồi đúng không ạ? Dạ. Chứng nhận chủ tịch liên đoàn cử tạ thể hình Việt Nam, chứng nhận ông Khưu Văn Chắc sinh năm 36 ở An Giang rồi. Ông sưu tầm bướm nha. Đẹp quá. Thưa các bạn, ông thì từng được là huấn luyện để trở thành huấn luyện viên môn thể hình. Tuy nhiên á, thì năm qua không phải là một vận động viên thể hình chuyên nghiệp đâu. Ông là ban đầu đến với thể hình á, với ý định là tập để cho mình khỏi bị bệnh á, hay là mình chữa bệnh đúng không ạ? À, đúng rồi. Kể lại lúc đó chứ. Cái năm 60 tuổi, năm 96 á, thì cái năm cơ thể bắt đầu nó bị gút hai cái giò gì nó sưng. Cái lúc đó thì tôi cũng có những cái suy nghĩ, thấy cũng rầu quá đi. Cái kiểu này là chắc có lẽ là sống không tới 70 nổi. Nên tôi nghĩ nếu mà cái bệnh tật này nó hoành hành kiểu này. Cái bắt đầu tôi mới đi vô tập thể hình. Cái lúc vô năm đó là 60 tuổi, năm 96. Tôi nói với người viên, năm nay tôi lớn tuổi quá, đội chơi cái môn này được không? Thì cái thời điểm đó là cái tuổi lớn là không có. Mà sau khi mà tôi tập rồi, sau này mới có mấy người sáu mấy. Tập thể hình này, theo tôi tập ở đây là 14 cái phòng ở gian, là không có phòng nào mà lấy tiền của tôi. Không có phòng nào không, lấy tiền. Không có lấy tiền. Mà anh em mà cho nước khoáng uống, rồi mời bữa khác tới tập. Thì không phải gì, mình là cũng làm như cái động lực để cho mấy anh em kia thấy mình tập. Mình lớn tuổi, 85 tuổi mà còn cơ bắp thế này, mà còn thể lực tôi để tả là nặng đâu có thua lớp trẻ đâu. Dạ. Kính thưa các bạn, đây là nhân chứng sống nha các bạn, cho thấy là môn thể hình có thể giúp bạn là tiêu trừ đi nhiều bệnh tật. Và giúp cho làn da căng bóng. Và hồi sinh một cái con người. Lúc đó thời điểm đó là năm 60 tuổi, mình tưởng là không thể không sống không nào qua tới 70 nổi. Rồi ghé thăm ông bà tới giờ. Cảm ơn ông bà rất là nhiều. Mong là ông bà sống là hơn 100 tuổi luôn. Mãi mãi là hạnh phúc yêu đời ha. Cảm ơn. Dạ. Tay. Lại có số thời gian gọi ông Tư chơi. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.